Sáng ngày 28 tháng 9, Thị ủy Trảng Bàng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhằm đánh giá tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đồng chí Võ Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế tiếp tục có sự phục hồi và tăng trưởng. Ước thực hiện 9 tháng hơn 27.900 tỷ đồng, tăng 9,43% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 220 tỷ 844 triệu đồng. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 170 tỷ 158 triệu đồng, đạt gần 76% kế hoạch vốn giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đến nay có 4 trên 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trong các tháng còn lại của năm 2023, thị xã cần tập trung khai thác mọi nguồn thu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.